Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cảnh sát giao thông Đắk Lắk dùng xe đặc chủng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ. Sáng 28 tháng 6, một lãnh đạo công an huyện Krông Búp xác nhận lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng chở một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về nhà lấy giấy tờ. Theo đó, ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, thị trấn Pơng Rang, huyện Krông Búp, thí sinh Hờ Ngát Nhiê khi tới điểm thi thì phát hiện bỏ quên giấy tờ ở nhà. Phát hiện sự lo lắng của thí sinh, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Krông Búp đang làm nhiệm vụ tại điểm thi ngay lập tức dùng xe đặc chủng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ. Với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, thí sinh đã lấy được giấy tờ, quay lại điểm thi đúng giờ. Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, trưởng công an huyện Krông Búp cho biết, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, sẵn sàng hỗ trợ việc đi lại của các thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên các điểm thi. Tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát tờ rơi tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đưa đón con em đến trường. Đồng thời, lực lượng này còn tặng nước suối, khăn lạnh, dụng cụ học tập để các thí sinh tự tin hoàn thành tốt bài thi. Những sự cố hy hữu trong buổi thi tổ hợp tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 28 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Tại các điểm thi, nhiều sự cố hy hữu đã xảy ra, tạo nên những tình huống đáng nhớ và đầy cảm xúc cho cả thí sinh và phụ huynh. Khoảng 7 giờ 10 phút sáng, tại điểm thi trường trung học phổ thông Gò Vấp, quận Gò Vấp, một phụ huynh hớt hải chạy vào điểm thi. Vì con để quên mắt kính ở nhà, với vẻ mặt lo lắng và đầy căng thẳng, phụ huynh chia sẻ: "Sáng nay tôi không đưa con đi thi, con tự bắt xe đi thi. Một lúc sau tôi phát hiện con để quên mắt kính ở nhà, tôi liền chạy đến điểm thi nhưng không biết con thi phòng thi nào." Sự lo lắng và hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ khi bà bật khóc, sợ rằng nếu không có mắt kính, con mình sẽ gặp khó khăn trong việc làm bài. Các chiến sĩ tình nguyện tại điểm thi đã nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm tên thí sinh và đưa mắt kính vào phòng thi kịp thời. Hành động kịp thời này không chỉ giúp thí sinh có đầy đủ dụng cụ cần thiết mà còn trấn an tinh thần cho phụ huynh. Một trường hợp khác tại điểm thi này là một thí sinh đến thi với miếng dán hạ sốt trên trán. Mẹ thí sinh cho biết, sau khi kết thúc bài thi môn toán vào ngày hôm qua, trên đường về con gái bị dính mưa nên bị sốt cao. Mặc dù bị ốm, thí sinh này vẫn cố gắng đến điểm thi với quyết tâm hoàn thành kỳ thi quan trọng. Tinh thần vượt khó của em đã khiến nhiều người cảm phục và hy vọng em sẽ có được kết quả tốt. Trong khi đó, một thí sinh khác cũng tại điểm thi trường trung học phổ thông Gò Vấp phát hiện mình để quên Atlas Địa lý Việt Nam ở nhà. Gia đình phải nhanh chóng nhờ dịch vụ gửi cấp tốc đến điểm thi trước khi phát đề. Sự cố này không chỉ làm tăng thêm áp lực cho thí sinh mà còn khiến gia đình phải nhanh chóng tìm cách giải quyết trong thời gian ngắn ngủi. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, đến gần giờ thi, có một thí sinh chạy ra ngoài xin về nhà để lấy giấy tờ. Sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thí sinh khi biết rằng mình quên mang theo giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, cán bộ tại điểm thi đã nhanh chóng trấn an thí sinh và hướng dẫn vào hội đồng coi thi trình bày để được giải quyết nhanh chóng, ổn định tâm lý, chuẩn bị bước vào thi tổ hợp. Những tình huống trên đã thể hiện rõ tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Các chiến sĩ tình nguyện, cán bộ coi thi và cả phụ huynh đều cố gắng hết mình để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Sự tận tình, chu đáo của họ đã giúp các thí sinh vượt qua những trở ngại, giữ vững tinh thần để hoàn thành bài thi. Những sự cố này không chỉ là những thử thách riêng lẻ mà còn là minh chứng cho sự cố gắng và quyết tâm của cả thí sinh lẫn phụ huynh. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ thi quan trọng. Tâm tư, lo lắng của phụ huynh khi con cái gặp sự cố bất ngờ hay sự quyết tâm của các em học sinh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là những câu chuyện đầy cảm hứng và đáng khâm phục. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nếu quên giấy tờ, thí sinh không cần về lấy. Trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp thí sinh quên giấy tờ, quên thẻ dự thi, các em có thể vào trình bày với trưởng điểm thi để được giải quyết. Việc chạy về lấy giấy tờ sẽ gây ra tâm trạng căng thẳng, áp lực không đáng có, khiến các em không thể làm tốt bài thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng lưu ý thí sinh các vật dụng được mang vào phòng thi như sau: bút viết, thước vẽ đồ thị, bút chì, thước kẻ, tẩy chì, dụng cụ vẽ hình, thước Eke, Atlas Địa lý Việt Nam, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Thí sinh không được phép mang những vật dụng sau vào phòng thi: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.
có hiệu lệnh hết giờ làm bài, ngừng làm bài ngay. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Thí sinh cũng phải lưu ý thêm, trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự, báo cáo ngay cho cán bộ coi thi khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình. Thí sinh nhớ đem theo thẻ dự thi để trình cho cán bộ coi thi, ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. Không được rời khỏi phòng thi đến khi hết thời gian làm bài trắc nghiệm. Đối với thi tự luận, thí sinh được ra khỏi phòng thi vào khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có 90.062 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong đó, có 74.542 thí sinh trung học phổ thông, 9.735 thí sinh giáo dục thường xuyên và 5.785 thí sinh tự do. Tổng số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông 13.076, tổng số thí sinh miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông 86. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Sở một lần nữa đã quán triệt rất kỹ đến toàn thể cán bộ coi thi trong kỳ thi sắp đến, phổ biến kỹ đến các thí sinh trong phòng tuyệt đối không mang các vật dụng không được phép mang vào phòng thi, điểm thi, nhất là điện thoại di động. Những trường hợp học sinh vô tình hay cố ý mang điện thoại vào phòng thi khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm, ông Nam nhấn mạnh. Cùng với đó, cán bộ coi thi của phòng thi đó và lãnh đạo của điểm thi, nhất là trường điểm thi cũng sẽ bị sở xem xét, xử lý trách nhiệm, tùy theo mức độ, thấp nhất là cắt thi đua của quý. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị việc cán bộ coi thi nhắc học sinh, việc không mang điện thoại vào phòng thi phải được thực hiện liên tục, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kể cả trước khi mở đề thi cũng vẫn phải nhắc để các em nếu có lỡ mang theo thì còn có thể thay đổi được. Những điểm thi có các trường hợp đặc biệt, nhất là đối với các sự cố, trường hợp học sinh vi phạm, trường điểm thi buộc phải báo thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông qua bộ phận trực đường dây nóng. Cán bộ coi thi không được tự ý xử lý các trường hợp này, nhất là việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội hay cung cấp ra bên ngoài, ông Nam yêu cầu. Hàng trăm thí sinh vượt biển vào đất liền thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Gần 140 thí sinh từ các xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang đã vượt biển vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023-2024. Trong đó, có 63 học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lại Sơn, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải và 75 học sinh từ xã đảo Nam Du và Hòn Tre. Theo ban giám hiệu các trường, các học sinh tự túc chi phí vé tàu, xe, chỗ ở trong những ngày dự thi tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì hội khuyến học có hỗ trợ một phần chi phí. Trong đất liền, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đã bố trí xe chuyên dụng để đón các thí sinh từ bến tàu Rạch Giá đến chỗ nghỉ. Ở chiều ngược lại, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, giáo viên và lực lượng công an cũng đã đưa đề thi vượt biển ra Phú Quốc vào sáng 25 tháng 6. Đề thi được niêm phong cẩn thận, có sự hỗ trợ giám sát, bảo vệ của lực lượng công an tỉnh. Đề thi được đóng thành 4 thùng chia cho các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, ông Bảo nói. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023-2024 tại Phú Quốc bố trí 3 điểm thi với 62 phòng thi, dự kiến bố trí 161 cán bộ coi thi sẽ sử dụng giáo viên của 3 trường trung học phổ thông và điều động thêm 45 giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Toàn tỉnh Kiên Giang có 15.072 thí sinh dự thi, được bố trí 650 phòng thi tại 26 điểm thi ở các địa phương, cùng 52 phòng dự phòng, 49 phòng chờ, hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, cùng hàng trăm chiến sĩ công an bảo vệ tại các điểm thi, hội đồng thi. Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Kiên Hải, Đoàn Thanh niên huyện Kiên Hải tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 và trao học bổng cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường học cơ sở và trung học phổ thông Kiên Hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!